Ngày 23 tháng 10, tin từ Công an thị trấn Tam Điệp, Ninh Bình cho biết đơn vị vừa cầm giữ Phạm Khắc Năm, sinh năm 1992, trú ở xã Đông Sơn và Phạm Văn Phú, sinh năm 1995, ở phường Nam Sơn, thị trấn Tam Điệp về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, khi đi ăn đêm tại khu vực tổ 5, phường Nam Sơn, nhóm của Phạm Khắc Năm đã xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau với nhóm của Lê Quang Huy, sinh năm 1983, phường Bắc Sơn. Sau đó Năm bảo Phú trở về nhà bố mẹ Năm ở xã Năm, xã Đông Sơn để lấy súng đến giằng mặt Huy. Đến 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2019, Phạm Khắc Năm cùng Phạm Văn Phú đi xe máy đến nhà bà Đặng Minh Nguyệt, sinh năm 1959, trú ở phường Bắc Sơn, thị trấn Tam Điệp mẹ của Lê Quang Huy, dùng súng ngắn dạng súng côn bắn 4 phát vào cửa cuốn và bỏ đi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Tam Điệp vào cuộc điều tra và xác định Năm và Phú là thủ phạm gây ra vụ việc trên, nên đã cầm giữ các đối tượng. Hiện, vụ việc đang được nối tiếp điều tra, làm rõ.